always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em luôn á. Rồi quay lại ơi. Ai mà đến đây tham dự cho cái ngày lễ này mà quên quà cho cháu thì thắng chú nha. Rồi đứng lại luôn cậu ơi, một ơi. Rồi. Rồi đứng chơi chơi một nha, một ơi. Rồi. Tôi giới thiệu tôi quen tôi rồi mời cậu đứng lại chúng ta lên nè, hai ba ngoài đó vô luôn rồi đứng chơi chơi rồi đứng đây với chúng ta thì bây giờ đâu cái công sanh thành dưỡng dục nè đó coi như là cái gì tất cả là lo cho con, hy sinh cho con hết thì mấy ngày làm được con thì hai đứa cháu có con có gì không chị cho quà cho con đó con cỡ cho luôn rồi tí có nói gì không cảm động gì có nói gì không con nói gì thì là một hai hai cháu đã xong à, tôi cũng lại gì cho bên hội nhà gái mời hội nhà ta chúng ta bước qua bên phía bên này còn bên đây ngồi nhà bàn uống với lại gia đình đi luôn để hàng cứ tập sự sẽ không bọc giữa hai bên nhà một hai ba cho chụp lại tấm lên đây. Vâng, cũng giống như bao lứa đời khác, Tư Bạn, Kim Thanh và Minh Đại đã tìm được cho mình một nửa và ngồi lại cho nhau. Và ngày hôm nay, được sự chấp thuận của 20 gia đình cũng như sự góp mặt đông đủ của toàn thể quý vị, chấp cánh cho tình yêu và hạnh phúc của cô dâu chú rể được thăng hoa, được nhân lên gấp bội. Cho phép Quỳnh Nga xin thay mặt toàn thể gia đình gửi đến quý vị lời tri ân chân thành nhất vì sự góp mặt quý vị trong hôn trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhân dân cổ cầu đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Mây trời lồng lộng con phụ những tôn cha. Xin chào con, nuôi con và dìu dắt con cháu đến đứng bờ hạnh phúc như ngày hôm nay. Công lao to lớn của những bậc sinh thành chúng ta không thể nói hết được bằng lời. Và trong những phút chồng này đây, xin mời quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu để ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị thành phần thân sinh và hâm mộ của cô dâu phường chú đệ. Và trước tiên về phía đại diện của hàng nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời thân sinh và hâm mộ của cô dâu Kim Thanh đồng tiến về sân khấu để ra mắt đến toàn thể quý vị. Và một trong những tên lớn từ quý vị chào đón đại diện của hàng nhà gái, xin mời. Hát xin cảm ơn tình yêu
đền đều vững kết đồng tâm và bất ly giai lão. Xin được kính chúc cho con dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn. Ban đầu nghĩa phu đề. Cuối cùng một lần nữa xin mời quý vị chúng ta hãy nhập tiền thật vui đi ạ. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta hãy nhập tiền. Xin mời. Nhìn chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân.
trong sinh viên. À, kính thưa thầy họ, hôm nay cũng là giờ làm thứ tốt. Bên hội nhà trai của chúng tôi đã đến để cùng ra lễ và xin dâu. Và đến giờ phút này thì cũng là đã đến giờ cho phép chúng tôi và nhà trai chúng tôi xin kính dâu và xin kính chào quý vị. Thì tất cả những bà con nào bên hai vợ chồng của chú Ý mà đã bố trí đưa dâu về nhà chồng thì chúng ta hãy số sổ. Nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám sức dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón, cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đang cưới thật vui, bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới, ông ta sẽ chỉ hồng đôi lứa thắp chặt tình duyên. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, làng ta hôm nay nhà ai đám cưới, chú rể cười tươi, cô dâu má đỏ trong thật xứng đôi, đàn trai đàn gái vui với họ hàng, chúc mừng hạnh phúc cho tình đôi lứa mãi mãi bền lâu. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, mừng đôi tân hôn tình yêu thắm thiết, xóm làng gần xa hân hoan đón mừng duyên tình lứa đôi. Kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón, cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui, bao trái tim rộn ràng rạo
tình duyên cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Dâu về nhiệt tình và cũng là quan tâm của nhà cái. Đến giờ này thì đã xong về công việc của đại diện nhà trai. Hôm nay tôi đi giao lại cái phần này cho ông Lâm, cho mọi người. Bây giờ xin mời mẹ. Bữa nay là một con, bây giờ mình rước dâu về. Cha mẹ cho ba chế dẹp tay chứ lại một chút chi xuống hết. Sau là bà cô hai. Đây là bà chị thứ hai. Lễ của hai cháu đây thay mặt tôi bây giờ tôi cũng cho hai cháu là 5 phân. Rồi quay lại luôn tổ ơi. Mình đeo quay lại luôn tổ. Đây là dì Sáu. Dì Sáu cho 5 phân. Nhìn mấy con tổ ơi. Rồi bắt ông Phu lên 5 đầu. Đây có món quà về đâu, cho con gà con chi á. Cho nó cặp gà để mai mốt nó gầy ra nó đủ rồi chị theo tìm mấy con luôn chị ơi. Đó, ông Thu cho 5 phân á. Rồi bây giờ tới phiên anh hai chị hai. Hai chị hai cho 5 phân. Cảm ơn bác Thu á. Đứng xem vô rồi. Ở đây không có thang. Như vậy là cũng rất là xuyên suốt đến giờ phút này cũng là xin mời xin trọng kính mời họ nhà gái chúng ta ra dùng cái bữa cơm thân mật cùng với đôi đồng của chúng tôi. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim làm.
cho cuộc tình đầy mơ ước, hãy trao nhau trái tim hồng, vòng tay ngập tràn tình hạnh phúc, hát đi anh khúc xuân hồng. Là ngày lành tháng tốt được hai bên gia đình đồng ý cho đôi bạn trẻ chúng ta nên duyên vợ chồng. Và vâng, kính thưa quý vị, ông bà ta có câu: người ta có bố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Và để anh chị nên duyên cảm xúc với nhau đó cũng chính là nhờ vào sự công ơn dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện của hai bên gia đình. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý ông Trương Văn Khét và với bà Trần Thị Hiền là song thân của cô chú rể. Và chúng tôi cũng đồng trân trọng giới thiệu quý ông Nguyễn Văn, quý bà Lê Thị Luận là song thân của cô dâu. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình cùng tiến về phía sân khấu. Chờ lâu thêm nữa, chúng tôi xin mời quý vị hướng mắt về phía sân khấu và cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đôi tân nương và tân gia nhân đẹp nhất và hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú rể Văn Đại và cô dâu Kim Thanh cùng tay trong tay tiến về đại hoa hạnh phúc nhất. Xin mời. Sau đây chúng tôi xin mời đại diện của hai bên gia đình có những lời phát biểu chân thành nhất gửi đến đại diện gửi đến quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời đại diện của hai bên gia đình. Kính thưa hai họ, kính thưa quan khách, bữa nay được ngày lành tháng tốt hai bên cha mẹ để tổ chức lễ cưới cho hai con. Các anh các chị về chung vui ly nước, hai bên cha mẹ tổ chức cũng biết ơn đức hai họ sâu là các anh các chị hết. Bữa nay là ngày thành hôn của con, mong bên họ nhà gái nhà trai cùng bạn bè với bà con ở Sam như trong làng 1, 2, 3 vô cái chỗ chặt ngon nè. 1, 2, 3 vô. Xin rất cảm ơn bên hai họ nhà trai nhà gái và quan khách xa gần cũng rất cảm ơn. Vỗ tay lên. Xin cảm ơn lời phát biểu hết sức chân thành của đại diện khoa bên gia đình. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị quan khách cùng hướng mắt về sân khấu để chứng kiến giờ phút thiêng liêng nhất của đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin mời cô dâu chú rể tiến về thắp bánh để thực hiện nghi thức cắt bánh. Hai bên gia đình tiến lại với nhau để uống rượu, để thắt chặt tình thông gia với nhau ạ.
bông bưởi trắng, trong đôi chân chàng màu đen rất lặng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trong con em nhất làng ngoài, tiếng vàng đồn ăn công tử giàu sang, tiếng cúng vàng em cố hôn xoan, nhà anh trong làng món đang tươi lại rai, trai thết bò dê con gái thết lợn gà, à, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thiệt là vui ghê, trăm thuyền đuôi tôm 50 giò lái rước dâu rộn ràng, à, từng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ, nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mắt trên đời, nhà anh có ruộng vườn châu bò lắm, thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sau trăng mật ta vẫn cứ đông chơi, anh nhất hành tinh em, còn em nhất trần đời.
tôi cũng xin thay mặt hội nhà gái trước khi ra về thì có một cái vài lời với hội nhà trai. Thì đầu tiên là cũng xin chúc sức khỏe hội nhà trai, bà con thông gia xuôi gia ngày càng là được sức mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Thì hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai cháu, thì được hội nhà gái đến hội nhà trai, đã được hội nhà trai đón tiếp một cách ân cần, nồng nhiệt và vui cùng là xúc động. Thay mặt hội nhà gái xúc động quá, tôi muốn nói nhiều hơn, tôi cũng thay mặt hội nhà gái xin chân thành cảm ơn cái tình cảm của hội nhà trai đã tiếp đón hội nhà gái, và tôi mong muốn cái tình cảm xuôi gia của hai bên gia đình càng ngày càng thắt chặt bền vững và rất nhiều cái hạnh phúc sắp đến. Xin cảm ơn. Chiếm bao bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng.
thanh. Lần đầu tiên cho phép Diễm Hương xin được thay mặt những người làm chương trình Nhạc Sống Hoàng Lam sẽ gửi đến toàn thể quý vị quen khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, còn gì đẹp trên đời hơn thế? Hạnh phúc nào bằng khúc cửa đôi đôi. Quý vị kính mến, khi nó đến đề tài tình yêu là một đề tài đẹp và thiêng liêng mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho chúng ta. Kính thưa quý vị, chính với tình yêu đẹp mặn nồng này đã mang ta lại gần với nhau hơn. Và hôm nay cũng không nói riêng tình yêu của chú rể Văn Đại và cô dâu Kim Thanh, yêu và được sống trong tình yêu. Khi ai con tim họ trong tình một, họ đã quyết định nắm tay nhau đi đến bên bờ hạnh phúc hôn nhân. Và những phút long trọng này không để cho quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị chúng ta cùng hóa cà phía cổng chính và dành một tràng vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt để chào đón chú rể Văn Đại và cô dâu Kim Thanh. Xin một tràng vỗ tay thật cao ạ. Xin mời đưa đi hạnh phúc tay trong tay cùng đến sân khấu. Mắt toàn thể quý vị quý khách xin trân trọng xin mời. Như vậy bữa nay là ngày thành hôn của Minh Đại. Thì không có gì hơn là bây giờ là trước là anh chị em, sau là các con, các cháu bữa nay sum họp một ngày là vui, rất là vui. Bây giờ 1, 2, 3 vô cái được không ra. Rồi chú Mù chuẩn bị hát một bản nữa. 1, 2, 3, vô. Xin cảm ơn ông rất nhiều, ông đã đại diện đôi người có đôi lời. Cảm ơn cũng như tri ân chân thành gửi đến tất cả quý vị. Và xin mời ông cùng tiến các bạn tiệc để được an toàn với tất cả quý vị. Và để bắt đầu nghi thức đầu tiên, xin mời đôi người cùng tiến về thắp bánh cùng nhau các chiếc bánh cụ thể hạnh phúc của mình. Xin mời. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi. Bây giờ phút này tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nơi chúc mừng các bạn có đây không ạ? Đi đâu ạ? Xin các bạn quý vị. 1, 2, 3. Vì thức mình chỉ rằng đôi người hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Và xin mời đôi người chúng ta trao nhau một nụ hôn ngọt ngào ạ. Các bạn có đồng ý không ạ? 2, 3. Xin cảm ơn đôi người rất nhiều. Và xin mời đôi người cùng tiến các bạn tiệc để được đón nhận những lời chúc phúc từ quý vị. Và cũng không quên kính chúc quý vị nhiều một buổi tiệc thật vui vẻ và thưởng thức những món ăn ngon miệng do gia đình đã chuẩn bị sẵn. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Khóc không phơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày âm thêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Nếu biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng đầy, tiếc nuối thân chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đã.
khóc không phơi được nỗi sầu đâu em. Nước mắt không đem lại chuỗi ngày. Một cành hoa em cài mãi tăng, anh đưa em các quãng đường dài. Về thành đô tan mây áo cười, ta chung nhau xây dựng ngày mai. Tặng mình, tặng mình, tặng mình cùng đường vai. Xin em đừng qua cùng có quan. Cuộc tình không vào đam mê, anh xin em giữ chặt lời thề. Dù một nhiều người đời đánh chê, ta cùng nhau giữ tròn tình thề. Chén là bắt diệt